Bật lửa Zippo 600mi liền, cột mốc lịch sử của Zippo. Bật lửa Zippo 600mi liền ra mắt vào ngày 3 tháng 6 năm 2020. Đây là phiên bản giới hạn độc quyền trên toàn thế giới. Chiếc bật lửa Zippo 600 triệu ra mắt cũng chính là đánh dấu chặng đường 88 năm phát triển của Zippo. Cùng Ambe tìm hiểu chiếc bật lửa Zippo đặc biệt này nhé! Chiếc bật lửa thứ 600 triệu lịch sử này được bảo quản và trưng bày trong bảo tàng riêng của Zippo ở bờ Zatford cho tất cả du khách thưởng thức. Theo một vài thông tin, Zippo sẽ tung bản thương mại với số lượng giới hạn 20.000 chiếc vào ngày 31 tháng 7 năm 2020. Người hâm mộ, yêu thích và đam mê Zippo chúng ta cũng có thể sở hữu, cùng đón chờ nhé! Ambe sẽ cập nhật thông tin sớm nhất. Việc sản xuất chiếc bật lửa thứ 600 triệu chính là việc khẳng định cho sự phát triển không ngừng trong lịch sử đổi mới của Zippo, kéo dài 88 năm. Cho tới hiện tại, thương hiệu này đã đứng đầu trong sự đổi mới công nghiệp của Mỹ. Bật lửa Zippo vẫn là biểu tượng của chất lượng với chính sách bảo hành trọn đời toàn cầu. Chiếc bật lửa Hypolite Chrome với công nghệ khắc laser 360. Đường nét hoàn thiện tinh tế cùng với công nghệ sơn nhiệt hình ảnh màu, logo 600 triệu. Độ sắc sảo tới từ những đường vân cắt laser, bao trùm cả bốn mặt của chiếc bật lửa. Từ góc nghiêng, chúng ta rất dễ từng đường cắt laser bắt sáng. Độ sáng sẽ lấp lánh, thay đổi tùy vào góc nhìn. Zippo đã bắt kịp xu hướng đổi màu theo góc nhìn hiện đại 2020 trên mẫu bật lửa đặc biệt này. Ngoài mặt lưng chrome bóng và những đường khắc laser kim cương, một góc nhỏ cho phần đánh dấu số lượng của phiên bản giới hạn. Theo thông tin Zippo công bố, mẫu Zippo 600mi liền sẽ sản xuất 20.000 chiếc bật lửa Zippo lát cắt kim cương. Tương tự như mẫu Zippo 500mi liền, bộ vỏ hộp của Zippo 600mi liền cũng được thiết kế riêng, rực rỡ với lớp vỏ ngoài màu đỏ sexy quyến rũ cùng với logo 600 triệu. Màu đỏ đô, hơi ngả cam thể hiện ngọn lửa bất diệt như chính Zippo. Mục đáy kỷ niệm chiếc thứ 600 triệu trên toàn cầu được thiết kế riêng. Và chắc chắn các nhà sưu tập sẽ rất thích thú khi bổ sung chiếc bật lửa này vào bộ sưu tập của họ. Ngoài ra, dòng chữ 600 triệu vào ngày 3 tháng 6 năm 2020 sẽ xuất hiện trên tất cả các mục đáy bật lửa của bộ sưu tập 600 triệu. Và tất nhiên, 20.000 chiếc khi ra ngoài thị trường chỉ duy nhất sản xuất năm 2020. Bạn cảm thấy sao về chiếc bật lửa đặc biệt này? Hãy để lại ý kiến dưới phần comment nhé! Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Ambe. Nhớ nhấn nút đăng ký bên dưới và xem thêm nhiều video khác để ủng hộ shop nhé!